màu kia gọi là tím rồi chị, màu đỏ hả? À, đây là màu thanh long nè, à, màu bí đỏ nè, màu dạ. Này màu khoai lang. Dạ, mình pha thanh long vô luôn hả chị? Đó, thanh long ở đây nó không màu đỏ mà. Xin nè, rất là ngon luôn. Chị bán bánh bò. Bánh bò chè nhiều rồi. Dạ. Bánh bò chè này luôn. Dạ. Mấy chị ở đây bán chè đắt ha. Dạ. Dạ. Cho mọi người cúng phải không cô? À, đúng rồi. Dạ. Dạ. Làm sao mà người ta gọi là chả quế vậy anh? Ừ. Em cảm ơn nha. Mình cho quế. Quế hả? Dạ. Nấu chả lụa gì cho quế và dạ. Nướng dạ. Dạ. Cái này là cái bột chị làm nó nhuyễn sẵn đây nè, xong cái làm mài đó đó, cái này nhân giống như là nhân bánh ếch vậy đó, cái gọi là lê kima, chỗ em gọi là lê kima nha. Ở đâu? Em ở Tiền Giang. Cái sặc 100.000 ký hả? Tép, tép là tới nhiêu chị? Dạ, cắt rồi 150, còn nguyên 100. Dạ. Ồ, cho bắp quá ngon luôn. Cái rô mình nhân lớn. Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn thân mến. Rất vui gặp lại tất cả cô chú anh chị các bạn ở một video tiếp theo của em ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay thì em đang có mặt ngay tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang các bạn. Trong video ngày hôm nay thì em mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi khám phá một góc của chợ Tràm Hổm, đó là chợ Bắc Sơn ở phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hiện tại bây giờ là gần 7 giờ sáng rồi các bạn. Thì chợ Bắc Sơn đó là nằm ở trên đường Ngô Quyền, bên cạnh đó thì ngôi chợ cũ của chợ Bắc Sơn đó là nằm ở trên đường Lạc Long Quân các bạn. Thì khu vực đường Lạc Long Quân là bà con bán Tràm Hổm hai bên đường luôn. Buổi sáng rất là đông vui. Thì hiện tại là em đang đứng ngay trên đường Ngô Quyền nè cô chú. Phía trước đây đó là cái nhà lồng của chợ Bắc Sơn. Mình đi tới một chút xíu đó là sẽ gặp cái con đường Lạc Long Quân. Hướng ngược lại của em sẽ đi về cầu Lạc Hồng nha. Chợ Bắc Sơn thì nằm đối diện con đường Ngô Quyền và cạnh với con sông luôn. Đó, buổi sáng ở đây ngày hôm nay thì thấy bà con bán đồ rất là đông luôn. Đặc biệt là hôm nay là cuối tháng âm lịch cho nên là bà con bán bông rất là nhiều. Mình cảm nhận được cái không khí Tết sắp đến rồi các bạn. Còn có 2-3 ngày nữa là Noel rồi. Thì hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2022, tức là ngày 29 tháng 11 âm
lịch. Đó, thì bây giờ em sẽ bắt đầu đi từ cái con đường này, đi về phía đường Lạc Long Quân nha. Đó, hôm nay mọi người hay mua chè về cúng nè, đằng đây chị này bán chè khá là nhiều luôn các bạn. Đây mấy cô mấy chị tập trung ở đây mua chè rất là nhiều luôn. Đó. Phía bên kia thì có cô bán tàu hũ nóng nè. Ngôi chợ Bắc Sơn này cách khoảng vài trăm mét là cũng gần một cái ngôi chùa Khmer luôn các bạn. Cô bên kia bán tàu hũ nóng. Đó. Giờ em sẽ đi từ hướng này nha. Ở đây cửa hàng này bán bông khá là đẹp luôn các bạn. Gạo ngay trong hẻm luôn nè, gạo cũ. Rồi, bên đây là cái khu vực nhà lồng chợ Bắc Sơn. Bên đây có một cái dãy bán trái cây này của chú anh chị. Đây là khu nhà lồng mới được xây dựng sau này, ngày xưa thì không có cái nhà lồng mới này các bạn. Bên đây có cái quầy đậu hũ nè. Bên đây buổi sáng có mấy cô chú bán dừa ở đây, rất là nhiều dừa luôn. Đây vừa mọi người cho bọc sẵn rồi nè. Sáng bán được không mấy cô? Dạ. Mình bán đây nguyên ngày luôn hả sao cô? Dạ. Này quá trời vừa luôn. Dạ. Dạ, bà là chủ tịch cái công ty dừa ở đây ha. Dạ. Dừa này là lấy đâu hả chị? Ở Sóc Xài hả? Ở Sóc Xài. Là ở bên Kiên Giang hả chị? Kiên Giang. Dạ. Dạ. Từ đó qua đây xa không chị? Xa. Ở Hồng Đất. Kiên Giang Hồng Đất ha. Dạ. Ồ, từ đó lại đây cũng. Dạ em ở Tiền Giang á. Tiền Giang. Dạ, cái kênh của em là ống kính đó đây. Dạ. Em cảm ơn nha. Để bây giờ em đi vô chợ các bạn. Bên đây thì có cái nhà giữ xe ở đây nè. Đó, mình đi chợ thì gửi xe ở đây. À, phía bên đây là cái đầu đường Lạc Long Quân nè. Bà con bán hai bên đường đây nhiều lắm. Đi thông qua đường Nguyễn Trung Trực luôn các bạn. Thì đặc biệt ở trên đường Nguyễn Trung Trực á, có một cái điểm nhấn của thành phố Rạch Giá luôn, đó là cái cổng Tam Quan. Bên đây cũng có dừa, bán ớt nữa nè. Thôi mình đi vô chợ nha. Bên kia có cái xe vú sữa rất là lớn luôn. Vú sữa thì có 25.000 ký à, vú sữa là gàng luôn. Sáng xe đi lại rất là đông luôn, mọi người đi làm á, cho nên là đi ngang cái con đường Ngô Quyền này khá là đông luôn các bạn. Đó, bên đây bán bông nè.
cây. Bên này vú sữa lò rèn. Vú sữa lò rèn á 25.000 ký à. À, mùa Tết cho nên là vú sữa rất là nhiều luôn cô chú. Này vú sữa lò rèn luôn anh. Dạ. 25.000 ký rồi các bạn. Bên kia thì có sapo rồi xài nữa. Ngay chỗ này, một góc ngay chỗ này có mấy cô bán hến với lại là cá đồng. Đây cô bán hến nóng với lại là hến còn tươi đâu rồi các bạn. Đó, em sẽ đi đến cuối con đường này luôn cô chú. Một góc bên đây mọi người vừa bán lẻ và vừa bán sỉ. Đây cá lóc đồng. Cá lóc đồng hả chị? Dạ. Con cá lóc là cá lóc đồng ha. Dạ. Cá lóc đồng. Cá rô đồng luôn các bạn. Bên đây các chị là con súng nè. Cho em xin quay miếng cá xíu nha chị. Đây cá rô đồng các bạn. Cá rô mình nhân lưới là mình bắt ao chị. Xiệt hả? Dạ. Cá rô ngon quá em. Ồ cá rô đồng. Mùa này chắc cá rô có giá hả chị? Tại qua mùa nước rồi. Dạ. Dạ. Em cảm ơn chị nha. Đây bông súng mực. Mực ống nhỏ rất là tươi luôn các bạn. Bên đây có mấy cô bán bánh nè. Hôm nay là cuối tháng cho nên là bông khá là nhiều luôn. Khi mà thấy bông là mọi người rất là nôn Tết. Tại cũng còn không có bao lâu nữa là đến Tết rồi. Cái con đường này là bà con mình bán chầm hãm từ xưa giờ, trước khi cái nhà lòng mà chợ Bắc Sơn được xây dựng lên các bạn. Bên đây có cô bán bánh nè. Bánh đi, bánh này gọi bánh gì hả cô? Bánh kẹp. Cô vô một bịch vậy nè các bạn. Có một cái gánh này hả cô? Có một cái gánh này hả? À dạ. Dạ. Một cái cô cất ở trong. Con tưởng nó có một cái là khó gánh lắm. Dạ. Dạ. Con cảm ơn nha cô. Bên đây cũng có cá nè. Cá biển đồ. Rau đồ củ đồ nè cô chú. Bên đây có chị bán củ lùng. Cái này gọi củ lùng hả chị? À, hình như củ lùng nó có hai loại hả chị? Một loại dài hả? Có một loại một hả? Giữa thay mình với Đà Lạt hả? Dạ. Sao em thấy mọi người có bán một cái loại củ dài dài cũng gọi củ lùng ta? Dạ. Mà nó có khí khí á. À. Mọi người cũng nó có giống như cái giải vậy đó cô. Dạ.
À, bởi con nói ủa à, có hai loại. Ủa khoai lùng. Dạ. Củ khoai lùng nó dài dài ừ. Mà nó tròn. Dạ. Củ lùng là củ này nè. Dạ. Củ này củ nồng. Củ nồng ha. Đặng quá đi mà cá rồi. Củ này là củ. Ông anh đây chứ là khoai lùng. À cô này nói là củ nồng, củ này là củ nồng nè các bạn. Củ nồng. Dạ. Cái này ăn ngon. Vậy là cô cũng gành vậy hả cô? À, cô củ cái củ đó. Dạ, nhìn nó giống củ khoai từ quá ha. Rồi, cảm ơn mấy cô nha. Ê, bên đây mấy cô chú bán rau củ bên đây nè. Bên đây là cá lăn, cá đói, rồi tôm nữa. Con cá này gọi cá út hả cô? Dạ, cá út. Dạ. Ủa con cá này cá gì vậy cô? Cá ngát ha? À, cá ngát nè. Để nó nhỏ xíu con không nhận ra. Dạ. Dạ dạ. Cảm ơn mấy cô nha. Bên đây có chị này bán cá đầu, cá lóc đồng. Cái này con rùa hay là con gì á chị? Ba ba hả? Dạ. Ba ba nhỏ xíu vậy sao ăn được ta? Thầy bắt là bán ta thả. Vậy hả? Ba ba cá lóc. Con ba ba này mình bán sao chị? 50.000 hả? Chị bán cho em con ba ba này đi. Mà nó chết không ta? Em bỏ ngủ chết không? Bỏ 2 ngày đi chết nữa. Vậy hả? 50.000 hả? Ở đây có chỗ nào thả không ta? Đi xong thả bị bắt lại sao? Chị bán cho mình con ba ba này 50.000 nè các bạn. À, mấy cá lóc này cá lóc đồng hả chị? Dạ. Chị em gửi nha. Đây con ba ba. Buồn gì nó ngậm con? Hả? Nó ra nó rớt sao? Vậy hả? Dạ dạ. Thì em cảm ơn nha. Ủa, cá lóc này là mình bán nhiêu ký rồi chị? À, cá lóc ở này là 120, cá lóc mập lù luôn các bạn. Rồi em cảm ơn nha. Chút xíu kiếm chỗ thả ba ba. Chị bán chắc chút xíu mà về rồi phải không? Dạ. Tại thấy ít cá nè chứ thôi mình gửi ba ba này lại. Gai. Nghe nói là bán bên đây là mọi người hay cũng phải chạy tới chạy lui đó cô chú. Wow, bên đây có chị bán bắp nè. Bắp mình bán sao vậy chị? Dạ. Lấy em hai trái. Ồ, chị bán cái này. Đừng có lột ra nha chị. Dạ. Lấy bắp mà màu màu nè. Dạ, bắp màu lấy nè, hai trái lấy 15.000 nè. Dạ. Mỗi lọ nha. Dạ dạ. Ồ cho bắp quá ngon luôn. Màu màu này gọi là bắp Buôn Mê Thuột hả chị? Dạ. Hay là gọi là bắp súng găng. Chị thóp nha, giùm em nha, em không có tiền lẻ. Ngày bán được bao nhiêu trái chị? 200 trái. Buổi sáng thì bán 200 trái. 200 trái vậy là được bao nhiêu tiền ta?
8.000 trái. Trái 15 đó nè, thôi 8.000 nha. Dạ. Rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Em cảm ơn nha. Chúc chị bán mau hết nha. Tết này bán lên được 500 trái luôn. À, chị bắp bán bắp đẩy cái xe khá là dễ thương luôn các bạn. Bên đây có cô bán đũa nè. Đũa thì cô đẩy trên cái chiếc xe khá là dễ thương. Mấy cái muỗng làm bằng mấy cây dừa luôn. Tây Ninh 10.000 chục, đũa tre, đũa ổi, đũa dừa, đũa cầm kẻ mà đẹp. Đũa tre Tây Ninh 10.000 chục. Cô mấy cái giá này làm bằng dừa đó hả cô? Cây ổi. Cây ổi hả cô? Đũa tre Tây Ninh 10.000. Cho con xin quay chút xíu nha. Đũa dừa, đũa cầm kẻ mà đẹp. Đũa tre Tây Ninh 10.000 chục. Cô hỏi cái nào là cái ổi kìa? Đũa cầm kẻ mà đẹp. Đũa cô bán bằng cây ổi. Tây Ninh 10.000 chục, đũa tre, đũa ổi, đũa dừa, đũa cầm kẻ mà đẹp. Còn mấy cái này là bằng dừa hả cô? Ổi luôn hả? Đũa cầm kẻ mà. Dạ dạ. Đũa tre Tây Ninh 10.000 chục, đũa tre, đũa. Cây ổi mà làm bằng cái muỗng được hay ha. Đũa tre Tây Ninh 10.000 chục. Quá đẹp luôn. Đũa ổi, đũa dừa, đũa cầm kẻ mà đẹp. Ở Tây Ninh hả cô? Đũa tre Tây Ninh 10.000 chục, đũa tre, đũa ổi, đũa dừa, đũa. Cảm ơn cô nha. Mà đẹp. Đũa tre Tây Ninh 10.000 chục, đũa tre, đũa ổi, đũa dừa, đũa cầm. Bên đây thì có anh bán chén tô. Gần Tết thì bà con hay đi mua đũa muỗng nè, chén tô son nồi để mà ngày Tết nó được trang nghiêm hơn đó cô chú. Thì giờ này là mọi người mua rồi đó, chứ cận Tết thì mọi người sẽ ít mua hơn. Dạ. Bên đây có khu mực nữa nè. Dạ. Gần Tết thì mọi người hay thích đi mua khô mực. Wow, cô này bán khô mực rồi khô cá mối nữa nè. Khô cá sặc bỏi nữa. Gần Tết rồi bán khô mực chạy không chị? Dạ. Bên này có bông súng. Bông súng mình vừa lặt vừa bán luôn hả chị? Dễ thương quá ha. Đó. Chị ăn sáng nên né chị ra chứ. Em cảm ơn nha. Đây có cá cơm. Đây cá cơm hả chị? Đó, cá cơm rất ngon luôn cô chú. Không phải cá cơm mà là gạo nấu ra. Em cảm ơn nha. Ồ, bên đây mực rất là tươi luôn. Ở Kiên Giang mình cũng là địa phận gần biển á, cho nên là hải sản cũng khá là nhiều, rất là tươi luôn. Những ngày Tết á, thì bà con Kiên Giang mà thích ăn hải sản thì hay ra chợ Gạch Sỏi và chợ Gạch Giá để mua hải sản đó bạn. Cá rất là tươi, giống như là dùng biển ở Vũng Tàu hoặc là Bình Thuận vậy đó. Hồ mực khá là ngon luôn. Sáng giờ bán đỏ không mấy cô mấy chị? Cũng đỡ ha. Dạ. Đây chị có bán mấy con cá phèn nè. Dạ. Dạ. Bông súng. Quá trời bông súng luôn. Dạ. Em cảm ơn mấy chị nha. Lên đây chị bán bầu cười mỉm mỉm. Em cảm ơn nha chị. Chị đang bán bầu quý, đang có bầu luôn. Ở đây rau củ rất là đa dạng luôn các bạn. Ở đây em thấy có bông điên điển nè. Đó. Đó, bông điên điển rất là tươi luôn, mấy con ong nó hút mật luôn nè. Dạ. Salad ảnh đơm giống như là cái mâm xôi á.
ở đây gần đây là kiệu rất là nhiều luôn nè cô chú. Kiệu ở đây là mình mua là mình lấy cái lá về ăn ha, còn cái củ là mình làm gỏi, người ta gọi là dưa kiệu, mua phục vụ trong mùa Tết đó cô chú. Dưa kiệu làm dưa nè, rồi cà pháo cũng làm dưa nè. Bên đây chị này đang cắt mấy cái củ hủ dừa. Đó. Bên đây bán khá là nhiều cá đồng luôn nè, cá lóc nhiều lắm, cá lóc đồng. Cá lóc đồng 90 hả? Dạ dạ. Cá rô là cá rô gan này chị ơi. Cá rô là 90 ngàn một ký các bạn. Còn cá lóc đồng thì dạ. Cá bự nhất thì mình 140 hả chị? Dạ, 140 luôn. Nhiều loại. Cá rô quá trời ngon luôn nè. Nó bò lum hết trơn, chị bác không xảy luôn rồi. Bên đây cũng có mấy cô bán cá lóc. Cho em xin quay mấy con cá xíu nha chị. Cho em xin quay mấy con cá xíu nha. Cá he, cá này nuôi hay bắt dưới sông chị? Sông hả? Wow, cá he này ăn ngon lắm á. Kho nước dừa rồi ha. Dạ, kho rim rồi đó. À, ai mà ăn xua không được thì phải kho rim. Em cảm ơn nha chị. Bên đây là cá lóc đồng lớn nè, cá này lớn. Cá cái này là mình bán nhiêu ký vậy cá lóc á? Lóc này nhiêu chị? 80. Dạ. Ở trong vuông nhưng mà nó cũng tự nhiên chứ đâu phải nuôi. Dạ. Ở chỗ em gọi là cá tắc ao á. Dạ. Tắc đè. Em cảm ơn nha chị. Chị bán gì giá thì khá là rẻ luôn các bạn. Dạ. Dạ. Đây có mấy chị bán hết rồi, cá đồng nhiều lắm, cá chốt nữa. Thì bên đây mấy chị bán sặc với lại tép nè chị. Cho em xin quay mấy con cá xíu nha chị. Đây cá lồng tông nè các bạn. Ồ, cá lồng tông này về kho lạc ăn ngon lắm nè, quá ngon luôn. Bên kia cá sặc làm sẵn luôn. Đi chợ thì em thích mấy con cá nhỏ nhỏ này nè các bạn. Cá bự không thích đâu. Dạ. Dạ, đúng rồi. Nhiều người không biết ăn thì người ta nghĩ con cá nhỏ nó sẽ không ngon. Dạ. Dạ. Cá sặc nè, đó, cá sặc về mình kho hoặc làm kho làm khô cũng ngon. Dạ.
đây chị lặt tép nè. Mùa này cũng còn tép đồng hả mấy chị? Đó, mùa này còn tép đồng này. Dạ. Đây hết nguồn nước chưa chị? Ở đây còn nước không? Dạ. Cái sặc 100.000 ký hả? Tép, tép là cỡ nhiêu chị? Tép mà dạ. Cắt rồi hiện 150, còn nguyên hiện 100. Dạ. Có cá chốt nữa. Rồi em cảm ơn mấy chị nha. Cô chú, mọi người bán ở đây khá là đông vui luôn ha. Khu này bán cá nha. Đi chút xíu khu nữa thì sẽ có nhiều bánh, cái loại bánh quê á. Em sẽ quay cho cô chú xem. Nãy giờ thì cá đồ nhiều, cá với lại rau. Đây cũng có củ kiệu nữa nè. Củ kiệu mùa Tết. Sáng giờ bán đỡ không ha cô? Dạ. Tết này mấy củ kiệu này bán chạy ha. Dạ. Dạ. Em quay ai cũng coi được hết, nước nào cũng coi được hết. Dạ. Không, em quay này cho bà con xa quê rồi coi cho đỡ nhớ quê hương. Xa quê gì nghe nói thất nghiệp xuống nghỉ làm gì vậy? Dạ đúng rồi, nghe nói Tết Tây này mọi người nghỉ nhiều lắm. Dạ. Cho nên là mấy cô mấy chị ở chợ cũng buồn ha. Tết sẽ khó khăn hơn. Dạ. Ta xài thoải mái hơn. Dạ. Anh đi qua anh quay cái chị nè. Dạ. Dạ. À, ngay chỗ này cũng có một cái mình đi thẳng vẫn còn rất là nhiều người bán luôn cô chú. Nhưng mà bên cái góc bên đây á, em thấy mọi người bán khá là nhiều đồ nè. Đó, bên đây cũng có cá biển. Bên đây có mấy cô bán khô với hến nè. Và hôm nay chợ thì bán rùa nhiều không các bạn? Của anh bán rùa hả? Cho em xin quay mấy rùa xíu nha chị. Đây có con rùa nè các bạn. Rùa ở đây mọi người bán để thả phóng sinh đó. Rùa này là mình bán ký hay là bán con chị? Ký hả? Ký là nhiêu ký vậy cô? 500. Dạ? 500.000 ký. Wow. Như đây cũng mấy ký á. Có gì hai cái ngoài. Dạ. Này ký mấy? Ăn cơm hót lắm. Cảm ơn mấy con nha. Gào. Tao bán 550 giá 500. Dạ không đủ tiền mua. Tại cũng muốn mua thả lắm mà không đủ tiền. Nhiều quá, nhiều rùa nên hơi nhiều, không đủ tiền mua các bạn. Bên đây có hến nè, hến còn sống. Đây có chị bán quần áo sắp đi nên là cô chú. Dạ.
có bà cụ đi xin. Bà ơi, nhà bà ở đâu vậy? Dạ. Nhà bà ở đâu? Dạ. Dạ. Bà đi xin ở đây hả bà? Bà đi con mình hả? Dạ, con đi chợ em thấy bà đi nè nên con hỏi thăm. Dạ. Bà chờ con chút đi. Dạ, con có 200 nghìn nè. Đây 200 ngàn của cô Quách Mỹ Tiên ở Mỹ á. Thì bây giờ con mắt nuôi con ơi. Dạ. Dạ. Xin vô đi bà ơi. Dạ, đây đây là số tiền của cô Quách Mỹ Tiên ở Mỹ á. Dạ, cảm ơn cổ nha con. Dạ, con gửi tiếp cô trong cuộc sống nha. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Dạ đúng bác bà có muốn nghe cái gì của bà nữ lớn này công chồng hoặc gì nữa. Ủa bà sống với ai? Thì sống với thằng Út thằng nghèo á, lặng tình nữa. Dạ. Lặng tình mới chết thằng cái gia đình lên á. Dạ dạ. Thôi. Dạ dạ con cảm ơn nha. Chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ dạ. Đây củ hủ dừa. Ủa hủ dừa này còn sống nè. Cái này mình làm gỏi hay là mình xào hay gì cũng ngon lắm cô chú. Còn bên đây là củ hủ dừa mình làm gỏi rồi đó hả chị? Bồng bồn ha. Dạ, dưa bồng bồn. Cái này là mắm gút chua. Dạ. Gút chua là ăn cơm ngon lắm đó cô chú. Nhà luôn. Còn cái này gọi là mắm tôm. Dạ. Đây chị có bán dưa gan nữa nè. Em cảm ơn nha chị. Bây giờ em sẽ đi tiếp cái con đường Lạc Long Quân nè cô chú anh chị các bạn. Bên đây mọi người cũng bán rau với lại là cá khá là nhiều nè. Lúc nãy có mấy cô ngồi bán bánh chùm hổm không biết còn không nữa. Sao mấy cô đi đâu mất à. Wow, ở đây quá thì xài luôn. Dạ, sáng giờ bán đảo không cô? Dạ, cô bán vịt khá ngon luôn. Vịt này vịt, vịt này vịt siêu nẹt nè, không có mỡ. Cái này là xài. Xài với lại là ổi. À với lại là mặn. Rồi quýt nữa. Chị quýt này ngon không chị? Lấy cho em ký đi. Đây là quýt Sima hoặc là Sabo. Em lấy quýt kia nha. Dạ. Nhiêu ký chị? 30. Dạ. Tươi ngon. Cái ngọt á. Dạ. Cắn cái mới biết ngọt. Cái này có chỗ thì gọi là quýt Sima, có chỗ gọi là trái hộp gà các bạn. Có chỗ gọi là Lê Kima, chỗ em gọi là Lê Kima nha. Ở đâu? Em ở Tiền Giang. Ở Tiền Giang hả? Dạ, chỗ em hay gọi là Lê Kima. Cái này lên mạng hả vậy? Quay cái này lên mạng hả vậy? Dạ, lên mạng chút. Qua trường ơi, nhà nổi nè trường ơi. Mày qua mày ngồi đóng vô leo qua cho mày đi nhà nổi nè. Chứ cái nào cũng được hả chị ơi. Chạy ở đây có ngọt có chua. Chứ lựa ngọt hết là chua người ta mua người ta. Kỳ lắm. Chị bán mấy củ sắn nhỏ nè. Có một số người thì mọi người hay thích ăn cái củ sắn này gọt sống á cô chú. Xài này gọi xài gì á chị? Xài măng ca.
chè thanh ca ha. À, cái này ký món tặng tính ký luôn. Ồ, cảm ơn chị luôn. Như xài này không có hột hả chị? Đó, thấy có... Xài này không có hột phải không? Xài này có hạt. Có hạt hả? Thanh ca. Dạ. Hạt lép. Dạ dạ. Thanh ca. À, em cảm ơn chị nha. Đây, bên đây chú nó bán nấm gơm quá trời luôn à. Quá ngon luôn. Dạ. Hôm nay ngày chay á chú. Bán bún chảy không chú? Bữa nay 29 hả chú? Hình như là 29 rồi mùng 1 chứ không có 30 hả chú? Dạ. 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 Cô này nói 29 mùng 1 các bạn. À, cảm ơn chú nha. Đó, bây giờ mọi người đi chợ nhiều quá, xe hơi đông xíu. Dạ. Bên đây tuy là những cái chợ này nhiều khi gây cho mình xe chạy khó xíu, nhưng mà em rất là thích đi những ngôi chợ như thế này. Ở đây có cô bán bánh của người Khmer nè. cái này gọi là bánh gì vậy chị? Dạ, nhiêu cái chị? Bảy cho em hai cái đi. Cái này là bánh của người Khmer phải không chị? Cái bánh này làm rất là công phu, dễ thương lắm các bạn. Chị làm đi, chị có làm nữa không? Dạ, chị làm đi cho em quay cái với. Cái này là cái bột chị làm nó nhuyễn sẵn đây nè. Xong cái làm mài. Đó. Mới đó là chín rồi, chưa được tầm 10 giây lại chín rồi đó. Cái này nhân giống như là nhân bánh ít vậy đó, nghe rất là béo quá là ngon. Đó các bạn, rồi lấy cho em hai cái đi. Dạ dạ dạ. Xin lỗi anh nha. Con em gửi. Dạ, cảm ơn chị. Này bánh dứa. Hôm nay tuy là ngày chay nhưng mà mọi người bán hải sản cá đồ cũng khá nhiều. Bên đây có chè nữa nè cô chú. Bên đây cô có bán ba khía nữa nè. Đây ba khía nè cô chú. Ba khía với lại là dưa leo muối. Bên đây có cam, cam sành lớn và cam sành lở. Cam sành lớn là 14.000 một ký nè, cam sành lở là 12.000 ký. Còn bưởi da xanh bao ngọt luôn, 15.000, không biết là 15.000 một trái hay là 15.000 một ký nữa. Đó, chị gọt luôn nè, khá đẹp luôn. Chị này bán không, không bay nào luôn. Rất là đẹp luôn.
này có mấy cô bán rau dường nè, có bán lê kima nữa nè cô chú. Ở đây trái cây khá nhiều luôn. Đây cam quýt trái cây vú sữa quá trời luôn. Bếp gì vậy? Dạ. Sáng giờ bán đỡ không anh chị? Sáng giờ bán còn 8 triệu mấy nữa 10 triệu rồi. Em chưa bởi rồi. Dạ, em đi có một mình nè chị. Mình đang trái thôi. Quá trời luôn rồi. Trái gì trái? Em cảm ơn nha. Dạ. Em đi có một mình nè. Có một mình nè. Dạ. Có mua quá trời luôn rồi. Em mua 5 ngàn nè. Ok, ủng hộ anh luôn. Em đâu phải Việt Kiều. Việt Cúp không? Dạ. Đó, có mua nè. Rồi, cảm ơn anh. Về ăn anh. Bán cho bự bự, chốt phát. Bữa là nhiêu ký anh? Hả? Bữa là nhiêu ký? Bữa hả? Dạ. 20 ngàn. 20 ngàn ký ha. Dạ. Nhỏ không đủ ăn sao? Bự á. Có một mình em à. Sáng ngày ăn cơm sườn luôn. Đây cà chua này là dạ cà chua này ít người bán lắm dạ. À, nó rất là thơm. 25 ngàn ký nha chị. Dạ. Cà chua gì chị? Cà chua bé. Dạ dạ trái lớn lắm bạn, thơm lắm. Em cảm ơn nha. Dạ. Ủa chị này bán chả mà đâu phải cháo lòng. Bán chả chứ không phải cá đồng luôn nè. À dạ. Bán cá đồng cá đặc biệt nè. Dạ. Đây là chả cá ảo hả chị? Dạ. Đó, chị làm rất là khéo tay luôn nha các bạn. Đó. Đó. Con cá chị phi lê lấy xương ra rồi mình mới bào hả chị? Đó. Dạ. Dạ 220 ăn chưa hết hả? 200g là 28 ngàn, vậy là 140 ngàn một ký. Em cảm ơn nha chị. Bên đây chị bán mấy con cánh hâu với lại là cá chám nữa nè. Dạ. Quay lên cái đẹp này vô đây chị bển nè hay gì vậy? Dạ con quay ai cũng coi được hết cơm. Dạ. Con ở đây chứ không phải ông bởi. Dạ. Đi chùm nhầm vậy. Dạ. Quay chợ cho nó vui ha. Dạ. Dạ. À, chợ này á, hôm nay bán trái cây với lại là bông cũng khá là nhiều luôn. Trái cây rất là rẻ luôn các bạn. Vú sữa bên kia cũng có vú sữa nè. Vú sữa là 25 ngàn một ký nè, cũng vú sữa là gèn luôn. Quýt đường thì bên đây cũng 30 ngàn, xoài thì 15 ngàn. Đó, bên đây mấy cô bán ốc nghêu sò nè, khá là nhiều luôn. Đây có chị bán cá gì mình ướp nghệ hả chị? Cá gì hả chị? Cá lạc. Cá lạc. Wow, cá lạc bự ha. Dạ, 90 ngàn ký nè cô chú. Đó, cá lạc. Em cảm ơn nha chị. Ủa sao chị giống cái chị bán chả bên kia quá vậy? Giống. À, em tưởng luôn hai chị em. Em cảm ơn nha. Dạ
chợ này khá là dài luôn cô chú, nó không khác gì ngôi chợ Cầu Đốt ở bên Sa Đéc luôn. Đi nãy giờ mà chưa hết chợ nữa nè. Ở đây có anh trai bán chả quế. Cái này gọi chả quế hả anh? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Anh bán chợ chạy hả? Bán anh bán chợ chạy hả? Là lâu lâu bán chợ này, bữa nào bán chợ kia vậy đó hả? Ở đây hả? Dạ. Tại em thấy anh đứng chính giữa đây, tưởng đâu anh bán chợ chạy. Mày dạ. Bán ở đây thường xuyên mà. Dạ dạ. Làm miếng không? Dạ. Dạ được rồi anh. Oh, anh bán cái chả của anh quá hấp dẫn luôn, quá đẹp luôn. Được rồi, cảm ơn anh. Oh, cái này nhà mình làm luôn ha anh? Nhà nào? Dạ. Làm sao mà người ta gọi là chả quế vậy anh? Em cảm ơn nha. Mình cho quế. Quế hả? Nên dạ. Giống chả lụa nhưng mình cho quế và dạ. Nướng. Quế là cái hạt này hả anh? Không, cái đấy hạt mè. Mè ha. Quế là dạ. Cái quế mình đó. Dạ. Cái quế thơm đó. Dạ. Hình như anh là cũng người Quế luôn hả? Đông người Bắc. Người Bắc. Người Bắc cũng có này. Dạ. Còn người Nam không. Ảnh cho thử miếng chả luôn nè cô chú. Em cảm ơn anh nha. Dạ. Mời cô chú chị các bạn nha. Em rất thích ăn mấy cái loại chả. Rất là ngon. Bán là một, có một mình bán là một mình bán cái này thôi. Dạ. Ở chợ này là chỉ có mình anh thôi. Dạ. Cả khu vực cả tỉnh này luôn. Cả tỉnh này luôn. Chỉ có mình bán nướng thôi. Nướng thôi. Ở trong đây họ chiên. Chiên ha. À vậy là chả có nhiều loại, nướng và chiên. Dạ. Mình nướng hoàn toàn. Dạ. Em thấy người ta cũng cuộn như vậy á, nhưng mà cuộn như vậy rồi sao mà chiên được anh? Nó có cái lò nướng. Dạ. Lò nướng thì mình có cái lu đấy. Dạ. Quay. Dạ. Mà mọi người chiên á thì em thấy cũng cuộn tròn vậy sao chiên được ta? Nó hấp xong rồi nó chiên. Dạ. Hoặc là nó nướng qua nhưng nó hấp nữa là hấp. Dạ. Chứ không có cái mình không có cái mình nướng từ đầu. Dạ. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh nha. Chúc anh bán đắt nha. Bên đây có chú này cũng bán nem nướng hay gì nè. Dạ. Chợ này dài quá hả chú? Tao quay con gà lên nóc nhà bắt con gà. Gà liền nóc gà lên nóc nhà bắt con gà. Gà liền lên nóc nhà là có người bắt liền á, nhìn kìa chú. Trên nóc nhà kìa, có mấy ông thợ đang sửa nhà kìa. Nóc nhà nó trèo lên đâu à. Dạ. À, ở đây thấy có một ngôi nhà đang sơn phết nè cô chú. Thì gần Tết cho nên là mọi người cũng chuẩn bị sơn để dạ. Mọi người sơn nhà để chuẩn bị ăn Tết nè. Đó. Mấy anh thợ đang leo khá là cao luôn nè. Đây có chị bán thịt heo. Bên đây có chị bán bông khá là đẹp luôn nè cô chú. Nhìn giống như là ngày Tết vậy đó. Bên đây có cô bán sầu riêng nè, sầu riêng ghi sáo bao ngon. Sầu riêng rất hấp dẫn luôn. Dạ. Dạ. Dạ cho cô bán sầu riêng với lại là bưởi dễ luôn. Ờ cô bán với bưởi bự bự không à. Rất là ngon.
Con cảm ơn nha con. Ừ, đừng đưa đi nước ngoài nha, nó chết luôn á. Dạ. Trái cây khá là ngon luôn. Tỏi 13.000 ký, mận 20. Bên đây có bắp nữa nè, chị bán bắp sống. Bên đây có bông nữa nè. Đó. Chị bán bắp sống nè. Dạ. Dạ. Chị về Mỹ bán bông hả chị? Ừ. Dạ. Làm gì có tiền là làm hả? Qua đó bán bông tiền nhiều lắm á chị. Hả? Qua đó bán bông ngon lắm á. Ừ. Đi Mỹ bán bông anh Bình ơi. Dạ. Sáng giờ bán đỡ không chị? Cũng đỡ. Dạ. Nó ở bên Siêm Nghiệp qua đó. Siêm Nghiệp. Đỡ rồi hết rồi đi. Đi gần quá. Trời ơi trời. Em cảm ơn nha chị. Em đâu có thấy chị đâu. Thông cảm nha, em đi có một mình nè. Giờ quá trời rồi. Đây chị bán cũng quýt với trái cây cũng nhiều lắm nè cô chú. Rồi muối về nước sữa nè. Dạ. Tại em đi có một mình nè. Con cá không có chú là không được á. Không có chú cũng được à. Nước sữa là ghèn 25.000. Em cảm ơn nha chị, chúc chị bán đắt nha. Ai mới tiếp con gì? Dạ. Đây có chị bán hột vịt. Cô bán chè nè. Dạ. Dạ. Chè gì cô? Chè đông chí, bữa nay là ngày đông chí, bán chè sữa nước. Dạ, cho mọi người cúng phải không cô? À, đúng rồi. Dạ. Bình thường con có bán chè không? Có luôn. Dạ, nhưng mà hôm nay thì mình bán nhiều hơn ha cô. À, hôm nay mọi người mua chè về cúng. Cô nói hôm nay là ngày đông chí. Bán xăm không vậy bà? Không, mua xăm, mua chè. Cái em bán này không chị ơi? Chè ăn bịch đó là nhiêu vậy cô? 35.000 chú ơi. 35.000. Chè cho nước, bọc lớn vậy là 35.000 nè cô chú. Con cảm ơn nha cô. Cảm ơn chị nha. Ở đây có chị bán bông khá là nhiều luôn nè. Đó, bông ngày hôm nay thì bông bán rất là chạy các bạn. Đầy đủ màu luôn, rất là đẹp. Đằng kia cũng có bông nữa rồi cô chú. À, đi tới đây là gần hết đường Lạc Long Quân rồi, còn khoảng chừng 30-40 mét nữa là tới đường Mỹ Trung Trực các bạn. Ở đây có một cái quầy bông khá là lớn luôn nè, nó bông rất là đẹp luôn. Mua bông về chân ngày cuối tháng ha. Bông khá đẹp luôn. Chị, cho em xin quay chè xíu nha chị. Quay nó mua giùm bông chè đó hả? Chị cứ bán đi, chị cứ bán đi. Dạ. Giá 40 bèn rồi quán. Đó, chị này làm chè nhìn rất là đẹp luôn nè. Chè có màu vàng đó nè. Dạ. Cái màu kia gọi là tím hả chị? Màu đỏ hả? Màu này là màu thanh long nè. À. Màu bí đỏ nè, màu dạ. Này màu khoai lang. Dạ. Mình pha thanh long vô luôn hả chị? Đó, màu thanh long ở đây bán thanh long màu đỏ nè. Dạ. Hả? Chị làm khéo tay không ha? Không có, không có. Dạ. Còn cái này hai màu nè, bí đỏ với khoai lang. Dạ. Khoai lang nó hơi lợt hơn, bí đỏ dạ. Nó nhìn hấp dẫn.
Em cảm ơn nha chị. Đây, bán chè với bông. Mọi người mua bông quá trời luôn, quá đẹp luôn. Bông đồng tiền, rồi bông cúc, bông nhân thọ đầy đủ màu. Ở đây thấy có bán bánh tét nữa nè các bạn. Đó, bánh tét nhiều sống mà chố 30 mấy năm rồi đó. Dạ. Bán 30 mấy năm luôn hả cô? 30 mấy năm rồi đó. Dạ. Dạ. À, là con gái cô. À? Gái cô đây hả? Không, cháu. Cháu. Dạ. Dạ con có ngồi chị chúng ta. Dạ. Cảm ơn nha cô. Dạ con ở dưới Tiền Giang á. Dạ. Dạ. Quay ơi, quần máy nói cái. Dạ, quay quần máy lên. Trả đi. Có hàng ảo cá thác lát. Dạ, cá thác lát. Cá đuối. Hả? Cá đi. Dạ. Cá tươi. Không, không. Cá tươi không. Cá đuối, cá bà cua. Quay cô cái đây. Dạ. Dạ. Cô đang ăn gì vậy con? Ăn lẩu ha. Ừ. Dạ. Nhà cô đây hả? Cô bán đây hả? Dạ. Đừng quay chị rồi, cho nấu hình á. Chị kêu quay người ta mà sao chị chạy? Nấu hình á, tại chị đây em mới lên nấu hình. Không sao, lên em làm cho trắng lên. Thôi, lại quay nhỏ bánh cút cho mẹ mình. Dạ. Và bên đây đồ Tết khá là nhiều luôn cô chú. Đó, quần áo đầy đủ màu sắc luôn nè. Bây giờ mọi người là mua đồ Tết nhiều lắm nè. Mua đồ Tết là mình mua thời điểm này á, trễ quá thì sẽ không có đồ đẹp đâu. Dạ. Sáng giờ bán được không chị? Dạ. Chanh 25.000 ký ha. À, tắc 20.000. Dạ, xài 20 luôn. Em cảm ơn nha chị. Em cảm ơn nha. Dạ. Đây quần áo quá là đẹp luôn nè. Gần Tết bán đỏ không chị? Dạ. À, đầy đủ màu sắc luôn. Bên đây có mấy con cúc nữa nè. Cúc. Chị bán bánh tét nữa. Rồi chè nữa. Chè thì 40.000 nè. Tới đây là hết đường rồi cô chú. Dạ con quay YouTube cảnh chợ. À, tới đây là hết đường rồi cô chú. À, bên đó thì cũng có mấy cái xe trái cây ha. Thì bây giờ em đi vô một góc trong chợ Bắc Sơn nữa cho cô chú anh chị mình xem. Hồi nãy giờ tìm mấy cô bán bánh nhưng mà không thấy nhiều ha. Vô bên kia có thấy cô mấy cô bán bánh hay không? Dạ, phía trong đây là khu vực trong nhà lồng của chợ Bắc Sơn nè cô chú. Cũng có một số quầy trái cây ha. Trong đây thì có những cái thớt thịt heo, thịt bò rồi trong đây. Còn bên đây là một cái dãy bán rau củ. Có cả bánh trái bên dưới nữa. Đó. Bên đây cũng có bán nhiều loại khô nè. Chợ này khá là rộng luôn. À, một trong những ngôi chợ mà lớn và đẹp nhất ở thành phố Gạch Giá nha. Ở đây cái quầy bán đồ chai. Hôm nay đồ chai bán chạy lắm.
Đây có mấy cô bán chè nữa nè. Bông, rất là nhiều bông luôn. Đây thì trái cây. Mấy ngày này mọi người mua trái cây với lại là bông thì cũng nhiều lắm. Góc bên đây á, là những cái khu vực bán bông với lại là bánh với chè rất là nhiều luôn nè cô chú. Mọi người mua chè với lại là bánh rất là nhiều luôn. Bông này rất là đẹp. Bên đây chị bán bánh tét nè. Hôm nay bán bánh với chè đắt hả chị? Dạ. Bình thường chị cũng bán chè ha. Bình thường. Dạ. Nhưng mà hôm nay bán được nhiều hơn. Dạ. Em cảm ơn nha. À, chỉ còn một số ít đòn bánh tét rồi các bạn. Hết rồi. Hình như là chắc chị làm ngon lắm, ai cũng hỏi chè của chị chứ. Đây xương sa hột lựu bánh nè các bạn. Bò đi. Dạ. Chị bán bánh bò. Bánh bò chè nó hết chè luôn rồi. Dạ. Còn bánh bò chị chè này không? Dạ. Mấy chị ở đây bán chè đắt ha. Dạ. Em cảm ơn nha chị. Đây, trong cái khu này á, là nguyên một dãy bán bông với lại là chè, bánh rất là nhiều luôn. Trong đây bà con tập trung mua trong đây rất là đông luôn nè các bạn. À, bên đây chè nữa nè. Dạ. Bên đây là anh Tùng chè. Em nhà đưa lên gì giùm em, gì giùm em giùm cái Mỹ Cảnh hả? Dạ. 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 Bán đồ chai với lại là chè bánh mấy ngày này rất là đắt luôn. Đây bông nữa nè cô chú. Bên đây chè cũng khá là đắt luôn. Bà nói hôm nay mọi người bán chè đắt quá. Công chí nữa. Dạ. Lên tuổi ăn này lên tuổi. Ăn lên tuổi rồi chú. Con. Dạ. Dạ. Wow, ở đây mấy cô bán chè hấp dẫn quá luôn nè. Ở đây là khoảng hơn một chục chỗ bán chè đó các bạn, khoảng một chục quầy bán chè, nhưng mà ai bán cũng đắt hết. Dạ. Nay gặp mấy ngày này bà con bán bông với lại bán chè bánh trái rồi vui quá. Dạ.
ơn nha con. Đây chú bán bánh bao nè. Đây bánh bao nóng đây, khói lên con ngút luôn. Cảm ơn nha chú. Bánh nè. Dạ. Cái bánh này gọi bánh gì vậy chú? Dạ. Bánh ốp. Nhân khóm hả chú? Dạ, cái này bán sao chú? Dạ. Lấy cho con chục đi chú. Ăn thử rồi nó là sao? Dạ. Như là mứt khóm vậy đó hả chú? Mứt khóm chậm á. Dạ. Bên đây là bánh cúng ha. Đưa cho con cái con thử luôn chú. Đây, ba tiền. Mời cô chú các bạn. Bánh ốp hả chú? Khóm, như khóm. À bánh khóm hả? Gọi là bánh khóm. Dạ dạ. Bánh quà mai khóm. Dạ. Cái bột nó giống như bánh bía ha. Bánh bía, bánh quà dạt á. Dạ dạ. Ừ, ngon. Thơm khóm. Thơm được khóm. Dạ. Mức khóm mà chổng á. Dạ. Cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn. Đây, bên đây trái cây. Dạ. Thử không? Thử không? Chôm chôm. Hết thử rồi. Dạ. Dạ. Đây có mảng cầu nè. Em cảm ơn anh nhanh nha. Đây mảng cầu sim nè. Rất là ngon luôn. Đây là phải trả tiền nha. Dạ. Đừng tết đầu quần áo quá trời luôn. Dạ. Dạ. Quần áo này đủ màu sắc luôn cô chú. Rất là đẹp luôn. Dạ. Bên này cũng chè nữa nè. Đây trái cây. À. Tới đây là cái khu vực gửi xe nè cô chú. Đây là cái con ba ba lúc nãy em mua nè cô chú. Nó còn nhỏ ha, cho nên là bây giờ em thả nó. Thì theo như em biết thì con ba ba mình phải thả nó ra ngoài sông, chứ không thể thả trong chùa được. Tại ba ba là một loài ăn những cái sinh vật sống nha, cho nên là mình phải thả mà xong nó mới lớn được. Nó còn nhỏ cho nên mình thả cũng là một cách để duy trì nòi giống cũng như là bảo vệ những cái loại động vật còn nhỏ cô chú. Rùa thì mình có thể thả trong chùa nha, còn ở đây thì em sẽ thả nó ra ngoài sông. Ba ba thì mình phải khéo nha, chứ hồi nó sẽ cắn á, rồi nó rớt xuống luôn rồi. Vừa rồi là hình ảnh ngôi chợ Bắc Sơn ở thành phố Rạch Giá Kiên Giang, chia sẻ một góc trong chợ Bắc Sơn, những khu vực chợ Chầm Hổm cho cô chú anh chị xem. Hy vọng video ngày hôm nay gợi nhớ lại những cái hình ảnh cũng như là cái không khí mùa Tết sắp đến cho cô chú anh chị các bạn gần xa xem để đỡ nhớ quê, đỡ nhớ nhà. Đó. Thì em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em ngày hôm nay. Em xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn yêu quý kênh vui lòng cho em một like, một bình luận và đăng ký kênh nha, để làm động lực em chia sẻ những video mới cho cô chú anh chị xem. Em xin chào và hẹn gặp lại.